Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. 30 tuổi chưa có mối tình nào hả? Kiểm tra coi tường cái vụ này nguy hiểm lắm. Dạ chưa có đụng anh ơi. Ủa chưa đụng hả? Trời ơi, bạn gái nó chưa đụng kìa. Chưa đụng vậy ông. Đụng mạnh vô là làm lại. Chừng nào được thôi. Mạnh vô, im, giữ im. Giữ im, im luôn. Thôi hổng quá. Thôi hổng quá. Mai mấy cưới thì tôi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ, được anh. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Ờ. Xuống thương. Được ha. 3 ngày được là gọi tôi nha. Bây giờ nữ hôn bạn nam cái đi nè, cho đặc biệt nè. Dạ, thì em không ảnh nha. Ừ. Trời, dễ thương gì đâu. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Gì la dữ vợ. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình đi em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các khán giả đang xem chương trình ạ. À. Dạ, em tên Mỹ Linh, năm nay 27 tuổi ạ. À. Em ở Tây Ninh, hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở thành phố chị. Làm thành phố, quê Tây Ninh. Rồi, bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Dạ, chào bạn nữ bên kia ạ. Dạ, em giới thiệu là em tên Phan Văn Cường. Dạ, em ở quê ở Cai Lậy, Tiền Giang. Dạ, em đang làm việc ở một công ty đón tàu ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cụ thể? Là đốc công anh. Dạ, đồn kỹ thuật viên giám sát công nhân nó làm. Dạ. Cũng là quản lý đó ha. Dạ. Ba bao nhiêu tuổi hồi nãy chị chưa nghe? Dạ, em năm nay mới 30 tuổi rồi chị ạ. 30. Rồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình một chút. Em hay khóc. Ủa sao vậy? Em mà xem phim nói về tình cảm gia đình mà cái lúc cảm động á, cái diễn viên khóc ở đây em cũng khóc luôn. Thì em cũng là tính cũng hơi giống bạn nữ vậy. Trời thì, anh chơi mà có thiệt luôn trước hả? Em có xem một cái cặp mà cũng chuyên dự chương trình Bạn Muốn Hò, mà cặp mà anh này cũng lỡ thời rồi, chị á cũng có chồng rồi. À. Thì xem cái cặp đó em cũng anh bảo vệ chị bán cơm đúng không? Dạ, chị bán cơm với anh bảo vệ. Dạ đúng rồi. Rồi ngồi khóc luôn. Dạ. Vậy hai bạn này coi phim hai người khóc hay đúng rồi. À, mình muốn cái chuẩn người đàn ông là người như thế nào? Dạ, khoảng cao 1m7 trở lên, có mắt to sáng với nụ cười đẹp của đang trển đó chị. Trời ơi. Có không anh Linh? Mắt có to nhưng mà cũng có con mắt nhỏ. Nụ cười đẹp. Cười hả? Này hả? Lúc đẹp lúc không. Bây giờ thí dụ cụ thể em thích nụ cười của ai đi? Dạ nụ cười giống anh là đẹp rồi. Cười giống anh. Bên đây cười đẹp hơn anh luôn nha. Điều gì mà không thích người bạn trai? Dạ em không thích mấy anh trai mà lăng nhăng quá chị. Với lại gia trưởng với lại cự cao á. Nếu mà có giỏi thật thì cũng nên khiêm tốn một chút. Với lại em không thích con trai mà tính của đàn bà chị, tính nhỏ nhen hay tính toán gì. Có đàn bà không? Có không anh Linh? Dạ không anh. Có gia trưởng không? Dạ không. Có tự cao không? Dạ không ạ. Thì các bạn nữ hồi nãy có nói là không lăng nhăng thì cái đó thì em chắc chắn không lăng nhăng. Tại vì em nay 30 cũng chưa yêu ai, chưa em. Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. 30 tuổi chưa có mối tình nào hả? Kiểm tra coi tường cái vụ này nguy hiểm lắm. Thật sự. Sao vậy? Sao mà 30 tuổi mà chưa yêu ai? Là em muốn là khi nào mình có công việc ổn định và có cái nhà ổn định thì em mới yêu. Yêu để. Đứng lên coi có tiền không? Mét 7 lên được. Dạ, rồi. Em mét 73 chị. Không mà liếc nữ có liếc nam không? Thấy nam thì cũng phải nhìn thôi chứ gì, nhưng mà gọi là cũng bình thường. Nhưng mà em thích trai hay thích con gái? Dạ thích. Thích nữ chứ chị. Ơ sao anh? Dạ chắc ạ. À. Dạ thì cũng trước giờ cũng nhiều bạn học chung với em bảo là em 30 tuổi rồi mà chưa yêu ai, cũng nhiều người cũng nghi ngờ em, nhưng mà em khẳng định là em men trăm trăm chị. Theo em sao gọi là thương, sao là yêu? Khi mình gặp người đó xong mình có cảm giác rất là bồng bềnh, giống như là mình có thể là quên mọi chuyện. Gặp ai đó mà bồng bềnh chó ngợp là uống chai bia vô á. Nói nghe nè, biết hung chưa? Dạ, dạ chưa ạ. Chưa hung luôn. Chúc tôi cho hung bên kia được không? Chắc có hồi hộp lắm á. Trời ngon lắm chú bộ, đừng có giỡn. Chờ tiếp xíu anh coi coi. Ủa mà em có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ nếu mà tính tình đơn phương là em được 2 mối chị. Chưa chính thức luôn hả? Dạ có một cái chính thức ạ. À. Chứ có rồi. Chính thức bao nhiêu năm em? Dạ có 1 tháng anh. Trời ơi yêu nhau lâu ghê vậy đó. Sao yêu có 1 tháng bỏ vậy? Dạ anh hay đòi hỏi lắm anh. Anh đòi hỏi gì ạ? Dạ đòi nắm tay nắm chân nha. Thì nắm tay bình thường gì đâu. Mà xa hơn chút nữa anh. Đòi gì nữa? Dạ hơn cái đó nữa. Hơn nữa. Dạ. Hơn thôi không hỏi. Anh là dễ thương lắm. Bên đây á, mà em quen với anh này là em phải đòi hỏi ảnh á. Em thích mấy người hiền hiền vậy. Sao không? Đừng có mọt chọt quá, đừng thấy gái mà lại nắm tay em chân liền em ghét. Nhưng mà họ cho nắm tay là được rồi nha. Dạ nắm thôi, đừng làm gì nữa. Có hung nữa đó. Dạ thôi nắm tay không, thôi. Đấm nút là đồng ý yêu nhau rồi đó.
Nhờ được không? Không, tôi khỏi hà màng luôn. Dạ vậy cũng được. Không được, không được. À, bạn trai là mình có đặt ra cái tiêu chuẩn bạn nữ là như thế nào không? Do là em cũng chưa có yêu lần nào nên em cũng muốn bạn gái thì cũng có một hai mối tình trở lại thôi. Chiều cao thì em cũng không quan trọng, như sau nhìn dễ thương. Dễ thương là được rồi. Cô gái dễ thương lắm. Nè, không tin tôi phải không? Bây giờ có đi với người thân không? Dạ em có đi với chị dâu với đi cháu gái với các bạn ạ. Rồi chào chị. Dạ em là chị dâu của bạn Cường. Nhìn em thì rất là dễ thương, có duyên. Hôm nay hai bạn mặc trang phục là rất là hợp. Thôi để ý tới trang phục luôn đi. Chị mà để ý kỹ lắm. Rồi em nghe kế tiếp của anh sao? Dạ con là cháu của chú Cường ạ. Cháu hả? Dạ. Cháu thấy thím bên này sao cháu? Dạ con thấy thím bên này dễ thương á, hợp với chú của con ạ. Con thấy cái tính tình cũng vui vẻ, cũng hòa đồng. Chú con thì đi làm xong rồi về cứ ngủ thì để đi làm vậy thôi, không có thời gian. Cho nên là chưa có tìm hiểu với bạn gái. Chắc nay cũng là cơ hội cho chú để tìm hiểu ạ. Đúng rồi, cơ hội của chú nha chú. Chú phải nắm bắt á nha. Rồi, dạ. Bạn gái đi em, với ai? Mình có đi với ai không? Dạ em đi với em gái với anh rể của em chị. Rồi, bên chị dâu, bên anh rể. Dạ, chào chị Cát Tường với chú Hường Linh. Dạ, chào anh bên đây luôn ạ. Con khỏe không? Dạ, con khỏe lắm. Chú khỏe không ạ? Chú khỏe. Dạ. Con thấy sao con? Con thấy hôm nay anh cũng được, anh dễ thương á. Chút nữa bấm nút nha. Có yêu cầu anh trai, anh rể gì không? Chị em hiền lắm, anh đừng ăn hiếp chị. Anh thấy anh cũng hèn lắm nên chắc có vấn đề đó, chắc em yên tâm đi. Em nghĩ chắc chị em ăn hiếp ảnh. Hai bên bên nào cũng hiền hết trơn á. Thôi được rồi, cảm ơn em. Rồi kéo màn lên đi. Mạnh dạn lên nha. Em chào anh ạ. Em có món quà tặng anh. Cũng lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà và bó hoa để tặng em. Chúc em cũng ngày nào cũng xinh như bó hoa này nha. Dạ cảm ơn. Dạ anh có gì muốn hỏi em không ạ? Em dễ thương quá. Dạ. Đúng như nãy giờ chị Tường nói thì đúng là dễ thương ạ. Cái chương trình này thì anh cũng mới biết cách nay 4-5 tháng thôi. Thì tới chừng anh xem mấy tập đầu anh cũng không nghĩ là sẽ đi lên đây để tìm vợ trên chương trình này. Nhưng mà tới chừng xem nhiều rồi nói ồ chương trình này quá hay, quá ý nghĩa. Nên anh quyết định tham gia chương trình này. Thấy ảnh nụ cười ảnh đẹp không em? Dạ được vậy. Thiếu cái răng cỡn thôi xí xóa nha. Dạ, miễn cười đẹp anh được ạ. Tính anh thì cũng hơi nhút nhát nên hầu như là cái vấn đề mà bạn nữ gặp mà mấy bạn á nữ á để mà mình mạnh dạn tỏ tình thì anh rất là kém cái phần đó. Em thấy anh nói chuyện cũng vui mà, thấy cũng cởi mở. Nếu mà tìm hiểu nhau được ok thì em không bao lâu kết hôn được. Dạ mẹ em cũng hối lắm rồi nhưng mà để em tìm hiểu khi nào mà em thấy tìm được một người phù hợp với mình với lại người đó thương em thiệt lòng thì lúc đó sẽ cưới ạ. Ủa sao em giống anh quá, tại vì anh bây giờ thì má anh cũng mong mỏi hàng ngày luôn là và đó là lý do nhất. Và lý do thứ hai thì đúng là anh muốn vợ thiệt. Có gia đình anh có thích chia sẻ việc nhà với vợ không vậy? Cái vấn đề nhà, việc nhà thì anh làm được. Dạ. Nấu ăn hay là giặt giũ hay là sửa ống nước, sửa điện, thứ là anh đó làm được, ok. Em tại đang tìm người biết sửa điện, sửa nước. Ủa bạn Nam biết nấu ăn luôn hả? Dạ. Wow, nấu món gì ngon nhất? Dạ thì em thì có sở trường chỉ làm được món bánh xèo chị ạ. Trời ơi, đổ bánh xèo luôn. Vậy là giỏi lắm rồi. Muốn trai con gái gì nói luôn đi. Con muốn thì vợ quá mình phải nói hết đi chứ em. Dạ, muốn con thì anh muốn là nếu mà có điều kiện kinh tế thì khoảng chừng 3 con đứa. Em em thích 3 đứa à. Phải có ít nhất điều kiện ít nhất phải có một đứa con gái. Dạ, em thì em thích con trai. Vậy nếu mà mốt mà sinh con gái thì anh sẽ đặt tên, còn nếu mà con trai thì em đặt tên được. Dạ. Anh biết hát nhạc sến gì không anh? Nhạc sến hả? Dạ. Hát trước đám cưới hay là hát trước mọi người đông như thế này anh chưa hát bao giờ. Giờ làm thử đi, làm thử ra đi. Cho nên suy cho cùng thì anh nên nằm bỏ quan. Không bên Tây bên Tàu mà chơi với hương Việt Nam. Anh cầm đón chẳng sang chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Trời ơi trời. Không hát mà ông căng thẳng dễ lúc nào, sợ. Lúc nào mà vợ buồn thì buồn là hát nha. Lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ anh cho em giữ không vậy? Thì anh nghĩ thì vấn đề giữ tiền thì ai quản lý tốt hơn thì người đó giữ. Nhưng mà anh thì tự nhận là anh quản lý tiền anh rất là kém. Em cũng kém luôn anh ơi. Để chị giữ giùm cho. Để anh với Tường giữ cho. Tôi cần gì lấy cũng được. Thôi giờ mình nói một câu gì tận đáy lòng của mình. Thì anh đấy nãy giờ gặp em thì anh thấy là yêu em. Từ cái nhìn đầu tiên rồi.
yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Quá xuất sắc. Em á, về ngoại hình là em ốm lắm, em xấu lắm, nhưng mà em không phải là một người yêu lý tưởng, nhưng mà nếu là một người vợ thì em sẽ hết lòng vì chồng vì con ạ. Anh trai nói một câu gì đó cho bạn nữ tự tin đi. Đẹp đấy. Dạ, có ai nói gì không? Dạ có. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em sợ bạn nữ không bấm nút thôi ạ. Sợ bạn nữ không bấm nút hả? Dạ. Nào, 3 2 1 hết thời gian. Bạn nữ đã bấm nút. Mừng quá. Có vợ rồi, có vợ à, rồi. Đây, cầm tay vô. Rồi, hôn đi em. Nụ hôn đầu đời của em á. Này cũng đầu đời của anh luôn mà. Trời ơi, càng có tay quá vậy ơi. Đồ đầu đời mà lâu lâu chị nào tôi nói buông mới buông nha. 2, 3. Im luôn, giữ im, giữ im. Giữ im. Giữ im luôn. Dạ chưa có đụng anh ơi. Ủa chưa đụng hả? Trời ơi, bạn gái nó chưa đụng. Trời ơi, chưa đụng vậy ông. Đụng mạnh vô là làm lại. Chừng nào được thôi. Mạnh vô, im, giữ im. Giữ im. Im luôn. Thôi hổng quá. Thôi hổng quá. Im có cái vụ này lắm nha. Tập này như là kiếp trước gặp nhau rồi nè. Coi kỹ, trời ơi, xứng đôi quá vậy trời. Mai mấy cưới thì tôi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ, được anh. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Ờ. Xuống được. Được ha. 3 ngày được là gọi tôi nha. Dạ. Đây, gửi tặng hai bạn nước sinh được thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng như các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đám cưới là chụp hình là có đây rồi. 3 ngày sau anh Linh lo hết. Dạ. Cố gắng nha. Khoái cặp này quá ta. Cặp này dễ thương à. Bây giờ nữ hôn bạn nam cái đi nè cho đặc biệt nè. Dạ thì em hôn ảnh nha. Ừ. Trời ơi, dễ thương gì đâu. Thôi chúc hạnh phúc. Mong tình của tụi em nắm chặt lại nhau bạn. Dạ. Em mong muốn là bạn trai phải đô. Đô cái gì? Đô hả? Dạ, đô và cao. Trời đô dữ rồi nha. Bắt tay chứ yêu cầu gì không? Dạ gọn gàng. Gọn gàng. Không hỏi. Không hỏi. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Rồi, mình giới thiệu đi em gái. À, dạ, em xin chào chị Cát Tường. Em chào anh Quỳnh Linh, chào bạn nam bên kia bức rèm và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Trương Thị Phương Nhung, năm nay em 28 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Vũng Tàu. Hiện tại em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kế toán và em sống tại Biên Hòa. À, quê thì Vũng Tàu, sống Biên Hòa, làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Vậy em đi làm đi về mỗi ngày à? Dạ đúng rồi à. Đi bằng xe công ty? Dạ không, em tự lấy xe máy à. Tự lấy xe máy đi Biên Hòa mỗi ngày lên Sài Gòn. Dạ. Sài Gòn làm ở quận mấy? Dạ em làm quận 2. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Và chào bạn nữ ở kế bên. Và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Vũ. Em năm nay là 30 tuổi. Em đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và hiện tại thì em đang làm là nhân viên kinh doanh của thiết bị quảng cáo ở bên công ty ở Tân Phú ạ. Ưu khuyết điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, hòa đồng, hay cười. Còn khuyết điểm của em á thì trong vấn đề nấu ăn á thì em là khá là bụng về. Tại vì em sống với mẹ nên hàng ngày thì mẹ làm hết. Dạ đúng rồi. Em không có dùng đũa. Em dùng cả thời thanh xuân của mình để mà gắp hành. Là sao? Dùng em cái... không có ăn hành đó chị. À. Dạ, nên em dùng cả một cái thời thanh xuân của em chỉ để gắp hành thôi. Bỏ ra đó. Dạ đúng rồi. Mà không có dùng đũa sao gắp? Dạ em dùng muỗng. Múc ra. Dạ đúng rồi. Không biết cầm đũa. Dạ đúng rồi. Mẹ ăn cơm là ăn với muỗng, bằng muỗng thôi. Dạ muỗng và nĩa. Muỗng và nĩa. Dạ. À. Rồi ngoài không thích ăn hành em không thích ăn gì nữa? Dạ em không thích ăn các loại dưa, dưa hấu, dưa leo, nói chung là tất cả các loại dưa em đều rồi, không ăn. Lạ gì rồi. Rồi và... ngoài không thích ăn dưa leo, không, không ăn, ăn gì nữa. Dạ em không ăn chuối. Trời ơi, cô này lạ gì trời. Qua coi cái sao lạ vậy. Dạ em chào anh. Dễ thương quá. Nhưng sao không thích ăn dưa? Ví dụ giờ ăn thử trái dưa leo được không? Em có giờ ăn thử chưa? Dạ chưa. Dưa luôn. Em không thích ăn à. Em không các thích ăn dưa luôn. Không thích rồi. Hấu cũng không ăn nữa. Dạ đúng rồi. Không biết là dưa ngon lắm mà ăn không được hả? Dạ em không thích ăn chuối. Nếu như mà chuối chiên á thì em ăn cái vỏ bên ngoài.
Còn cái chuối ở trong là em không có ăn. Cái đó là cái bột thôi. Dạ hả? Đúng rồi, em ăn chỉ ăn bột chiên với ngoài. Chuối, dưa leo với chuối, dưa hấu này là những cái loại trái cây rất là bổ. Dạ. Ăn nó có nhiều chất xơ mà sao không ăn em? Dạ. Cái này anh mới lạ đó nha. Thôi ráng ăn đi. Những món ăn đấy vậy có tốt cũng tốt cho sức khỏe mà Nhung nhỉ? Tốt đúng không Vũ? Vâng. Cũng có nhiều cái đặc biệt rồi đó. Dạ. Trong cái tình trường mình có gì đặc biệt không? Dạ thì em trải qua hai mối tình, một mối tình là thời sinh viên, còn một mối tình là kéo dài 6 năm. 6 năm? Dạ, chia tay được gần 2 năm rồi. Lý do sao 6 năm mà chia tay? Phần là do khoảng cách, với lại chắc có lẽ là em là một người khá là khó tính, nên bạn trai đó cũng hơi bị áp lực. Nhưng mà ai là người chủ động chia tay em? Dạ, cả hai tự ra đi. Cả hai luôn, 6 năm trời. Một chặng đường khá dài ha. Còn Vũ? Em trải qua một mối tình cũng chia tay được cách đây cũng 3 năm rồi. Lý do tại sao chia tay Vũ? Dạ cũng giống như bạn nữ ở bên á. Tại vì cũng có một cái khoảng cách về xa. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào em? Dạ em mong muốn tìm một người bạn trai là phải luôn biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ. Còn gì nữa em? Dạ em không thích người bạn trai là gia trưởng hút thuốc. Dạ. Có hút không? Dạ không anh ơi. Có gia trưởng không Vũ? Dạ cái này chỉ có ít ít thôi, có một số. Vâng, thì khi nào mà ví dụ như là cần một cái chứng kiến gì đó thì mình cũng phải đứng ra. À, mình có ngoại hình đó sao em? Ngoại hình không? Dạ em mong muốn là bạn trai phải đô. Đô? Cái gì? Đô bao nhiêu? Dạ đô và cao. Trời đô dữ rồi nha, tóc tai chứ yêu cầu gì không? Dạ gọn gàng. Gọn gàng? Không hói. Không hói. Chào chị. Không, cái điều kiện này tôi bó tay rồi. Anh Linh gỡ đối giùm em chứ. Còn gì nữa không em? Cạn lời. Còn gì nữa không? Đô. Dạ. Không hói. Dạ. Mắt mũi miệng. Dạ, dạ. Ưa nhìn là được. Ưa nhìn. Dạ. Thích ưa thì nhìn, còn không ưa khỏi nhìn. Vậy thôi. Rồi có cái điều gì em không thích một người bạn trai không? Hay càm ràm, hay là không có chính kiến, không có tự lập, không có quyết đoán đó chị. Hô là không hô ha, mà cũng hơi chu chu ha. Hơi nhọn nhọn giống trên cô, chắc cái gì chơi em nha. Trên cô hả? À vậy đúng rồi, trên cô. Cao mét mấy? Dạ em cao mét 7 chị. Mét 7 vừa đủ chuẩn ha. Vừa đủ chị. Cái kia thì thôi cũng không thể thiện được đâu. Hỏi, có hỏi. Hô có hô hơi. Có, nói gì ta có duyên là được rồi đúng không Vũ? Vâng, quan trọng là em hay cười, vui vẻ là được ạ. Nhưng mà lý do sao để tóc em ít quá vậy? Dạ, cái này để đỡ tốn xà bông chi phí cải thiện được anh ạ. Bây giờ nè, bây giờ mình phải lấy cái khác để bù cái khác. Dạ vâng. Bây giờ thì em có điểm mạnh gì em nói chị nghe để thuyết phục được bạn, để lấy được vợ em nói chị nghe. Dạ cả. Vâng, thì trước khi đến chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát. À. Thì cũng để gửi tặng cho bạn gái kế bên, cũng gửi cho anh chị nữa. Mở ra cho cổ coi nữa. Giờ đây đang chị đang coi mắt em thôi. Chừng nào em lập gia đình, em chuẩn bị gì để cưới chưa? Cưới về ở đâu? Kế hoạch phát triển cuộc sống như thế nào? Đó. Dạ vâng, thì cái này thì em cũng có một cái ưu điểm thì tại lúc nãy em cũng chưa nói. Tính tình thì vui vẻ, sở lợi và hòa đồng, cũng rất là tự tin. Rồi. Vâng, như thế thì em cũng có thể là tự tin để giao tiếp được với bạn gái. Bao lâu nữa kết hôn? Nếu mà trong tìm hiểu thì khoảng có một năm nữa. Mình chuẩn bị những gì chưa? Thì em vẫn sinh sống ở bên chỗ chú ạ. Người chú của em ở Tân Bình. Em cũng có cái sự chuẩn bị là chi phí để đám cưới. Thì này kia thì em cũng có tiết kiệm được một khoản. Rồi. Em định hướng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nên năm ra là vấn đề về làm dâu thì chắc chỉ có những ngày Tết thôi. Mình có cái tật xấu gì không? Tật xấu thì em cũng hơi nóng tính một chút. Và ngủ ngáy. Ngủ ngáy? Dạ. Ngáy dữ không? Dạ ngáy như tiếng gầy đàn nhẹ nhẹ thôi ạ. Nhẹ nhẹ thôi. Vâng ạ. Cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Dạ xinh xắn, nhỏ nhắn, xinh xắn ạ. Bạn gái là biết ứng nhân đối xử tốt với lại mọi người, với lại về ba mẹ đôi bên. Rồi. Em thấy là như vậy là được phù hợp. Nãy giờ là chị cho em nhiều cơ hội đó ha. Dạ. Để mình có thể mình khai thác ra được, mình phô ra được những dạ cái vâng, điểm mạnh. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Hy vọng là nãy giờ bạn gái cũng đã lắng nghe được những cái gì bạn trai chia sẻ rồi ha. Anh nói với bạn gái bên kia là Vũ ở đây rất là tự tin. Chỉ có dùng đất này cây cỏ nó hơi yếu chút xíu thôi. Ha? Không có lo cái chuyện đó. Nhưng quan trọng ta yêu thương mình được rồi. Nhưng cố gắng về tập ăn trái cây này kia đi nha. Dạ, nhưng mà em cũng nóng tính mà anh đó cũng nóng tính thì là... Không, anh này nói vậy thôi, chứ ảnh hiền lắm. Em nhìn mặt đi thấy hiền liền à. Hôm nay mình đi với ai ha em? Dạ, em đi với mẹ, với dì, em gái và bạn. Dạ, dạ chào dì. Dạ, em xin chào MC Quỳnh Linh và MC Cát Tường. À, xin chào và dì. Xin chào bạn Nam. Và xin chào toàn thể khán giả trong trường quay hôm nay. Em là dì của Nhung. Thì theo như em nhận xét về bạn Nam này thì bạn cũng là vui vẻ, nhìn thì kiểu như hiền,
và cũng là chắc là nói nhiều. Dạ. Lấy vợ mà một người vợ của mình mà kém nấu ăn thì bạn có chấp nhận không? Khi mà đã là vợ chồng thì có thể lại san sẻ nhau. Thì con cũng tự tin con nấu ăn được. Xin cảm ơn bạn Nam. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em chào anh. Anh yên tâm đi. Chị Nhung của em nhìn nhỏ nhắn vậy nhưng mà chị sống rất là lạc quan và vui vẻ. Em mong anh và chị cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn. Nói thật thì em cũng mong có anh rể lâu lắm rồi. Nhưng mà em nhận xét anh rể tương lai này được không? Có đủ chuẩn của em không? Anh cũng cao to thì có, nhưng mà chị Nhung, chị hai của em, để chị hai nhận xét đi. Em mong anh có thể nhường nhịn chị. Em cảm ơn. Nhiều con gái không? Em nhường nhịn. Rồi Vũ đi với ai Vũ? Dạ, hôm nay em đi với chú Thím, người em và người bạn của em ạ. Chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh và quý vị khán giả. Cháu nó sống với tôi ở Sài Gòn từ hồi sinh viên cho đến bây giờ. Cháu thì rất là hiền lành và rất chịu khó trong công việc, làm rất tốt việc nhà. Đó là những cái ưu điểm của cháu đó. Thì tôi thấy cháu gái cũng rất là xinh đẹp và có những cái nó phù hợp với lại cháu Vũ nhà tôi. Tôi cũng mong rằng đây là cái cơ hội rất tốt để hai cháu có thể tìm hiểu thêm. Và nếu sau này tiến tới hôn nhân được thì đó là cái điều mong ước của gia đình. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú ạ. Bây giờ mở rào cho hai ba bạn gặp nha. Mở rào. Chào Nhung, anh có món quà tặng em. Cây này gọi là cây may mắn và em chỉ cần là phun nước phun sương nó thôi là được. Dạ dạ rồi, em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh rồi. Hoa này có nghĩa là ý nghĩa của tên ở nhà của em ở nhà em tên Trang. Dạ thì đây là cái hoa mà em muốn tặng anh, thì khi anh nhìn tới cái này thì anh sẽ nhớ tới em. Còn đây là chiếc vòng mà em cũng đeo nó từ khá lâu, nó cũng khá may mắn, thì hôm nay em muốn tặng anh, thì khi nhìn chiếc vòng này anh sẽ nhớ em. Trời, dễ thương quá. Cảm ơn anh Minh. Thì cũng đến với chương trình thì em cũng tặng cho bạn nữ và quý vị khán giả một bài hát. Từng ngày bên ngoài muôn phiền trôi qua, giật mình nhìn lại thấy anh đã già. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Rồi bỗng một ngày như chưa về tuổi 20, là khi anh thấy ánh mắt và nụ cười. Em làm con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi. Lại sợ em sẽ từ chối nên anh mới viết ra tâm tư lòng này. Là anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà sao trái tim vẫn còn... Dạ cái này đang hay mà thiệt tình. Thường thường em hát hay bị thiếu lời lắm chị ạ. Nên hôm nay là em cũng xin cảm ơn khán giả đã lắng nghe. Tại vì bài hát vẫn chưa được trọn vẹn, và có thể là sẽ trọn vẹn hơn khi mà hát trực tiếp cho em được nữa, một lần nữa. Rồi, một bài hát rất ý nghĩa mà giọng của Vũ rất là hay. Được cái cậu ấy rất là tự tin nữa ha. Khi chú nhìn em, thấy em mà qua bức rèm thì anh tưởng tượng em là người như thế nào? Anh cũng nghĩ là em sẽ là nhỏ nhắn. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương và xinh xắn. Dạ, em cảm ơn. Nụ cười rất là tươi. Và dạ, anh cũng mong muốn là anh sẽ mang lại cho em một nụ cười như thế luôn. Và luôn luôn hiển thị ở trên môi của em. Quan niệm về tình yêu của anh như thế nào? Tình yêu là quan tâm, lắng nghe và chia sẻ giống như em có nói. Em cũng nói luôn là quan điểm về tình yêu của em là yêu là không phải là nhìn nhau mà cùng nhau nhìn về một hướng. Trong cuộc sống có những cái mà không phải lúc nào cũng là tươi đẹp hết. Có những bất hòa hoặc là mâu thuẫn, nhưng mà cùng nhau cố gắng để vượt qua nó, chứ không phải là để làm cho mọi thứ càng ngày càng trở nên xa cách hơn. Nên trao đổi và nên lắng nghe nhiều hơn đúng không? Lắng dạ, nghe. Anh biết nấu ăn đúng không? Đúng rồi, anh nấu ăn được, có nghĩa là biết ở dưới này lúc hút mấy cái món đấy thì món cơ bản hết rồi, cơ bản thì ai cũng làm được cả. Còn anh ví dụ như là nấu ăn hàng ngày bình thường là vẫn được. Anh chỉ như thế, chứ còn món nhậu thì anh chịu rồi. Dạ. Anh có uống bia không? Anh có uống chứ, uống bia, uống rượu, nhưng mà uống ít. Dạ. Cảm nhận về tóc của bạn Nam như thế nào? Tại vì lúc nãy em cũng đề cập cũng khá là nhiều về khoản là tóc tai, nên nông ra là nhiều khi em cứ cảm nhận thoải mái thôi. Khá sực rồi. Khá sực rồi. Nhưng mà dễ thương rồi đúng không? Dạ. Cũng sốc và ấn tượng.
tóc tai giờ không quan trọng nữa rồi. Bây giờ hai người làm sao mà hiểu nhau nhiều hơn, chăm sóc nhau nhiều hơn mới là điều quan trọng ha. Em đi làm ở quận 2, nếu vậy là hàng ngày em đi một khoảng cách di chuyển cũng khá là xa về Biên Hòa đúng không? Đi đi về là khoảng 60 km. Thời gian mà em chạy trên xe như vậy là anh thấy cũng thấy là khá là cực. Sau giờ làm em còn phải đi học nữa. Thì cái lịch học của em là thường là như thế nào vậy? Dạ em học vào thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Nếu vậy là em học là môn gì vậy? Dạ em học tiếng Hàn. Tiếng Hàn hả? Dạ, công ty của em là công ty Hàn Quốc. À. Dạ, hiện tại em đang sống ở... Anh đang sống ở quận Tân ở quận Tân Bình. Em thì ở Biên Hòa, làm thì làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà chiều về Biên Hòa thì nếu như mà hẹn hò thì sẽ như thế nào anh? Nếu vậy thì chắc là chỉ có cuối tuần anh thấy là như vậy thì sẽ phù hợp với em hơn đúng không? À, em thì xa mặt cách lòng. Con gái thì thường là luôn muốn được quan tâm. Cũng muốn là có sự quan tâm và lắng nghe và chia sẻ đúng không? Dạ. Thì thường thường anh cũng bận vào ngày thứ ba và ngày thứ năm. Thì có thể là mình sẽ sắp xếp để cho phù hợp hơn. Thì sắp tới thì anh cũng đang phát triển về kinh doanh ở bên khu vực bên chỗ quận 2 nữa. Thì có thể là sẽ gặp em nhiều hơn. Rồi bây giờ mỗi người hãy nhìn nhau, mỗi người nói một câu nữa thôi. Cảm nhận của mình hiện tại, mình đang suy nghĩ như cái gì về người ngồi trước mặt của mình? Anh nghĩ là anh em, anh và em cũng cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu với nhau. Thật ra thì em tới đây không phải là để tìm hoàng tử cho mình, tại vì hoàng tử thì cao lắm, em với cũng không tới đâu. Em chỉ mong tìm được một người mà trong mắt người ấy em là duy nhất. Với em thế là đủ. Anh thấy rằng Cầu Vũ là một người rất là bản lĩnh, tự tin, có thể đem đến hạnh phúc cho em đấy. Cô gái bên kia là cô gái rất là dễ thương, cũng có bản lĩnh ha. Hy vọng là ngày hôm nay hai trái tim sẽ cùng hòa chung một nhịp đập. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha, trước khi tôi bấm nút, bởi bấm nút là chúng ta trao duyên với nhau. Suy nghĩ ba thật kỹ. Ba mẹ các bạn đang xem, đang theo dõi và tất cả bà con họ hàng cũng đang theo dõi đó. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn. Sao em lại không bấm vậy? Dạ em thấy có lẽ là em và anh ấy nên làm bạn của nhau thì sẽ tốt hơn. Tuy là chúng ta không thể cùng nhau nhìn về một hướng, nhưng mà chúng ta có thể làm bạn của nhau. À, ok, chào em. Tiếc quá, anh cứ nghĩ là hai người bấm chứ. Đây là một chàng trai cũng khá tuyệt đấy em. Trái tim của chưa có rung động sao xuyến thì mình cũng phải thông cảm thôi. Vì tình yêu nó phải có sự rung cảm ha. Hàng triệu khán giả vẫn đang xem truyền hình. Để có hàng triệu cô gái cũng sẽ bấm nút cho Vũ. Và có hàng triệu chàng trai sẽ bấm nút cho em. Hy vọng là hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn nha. Dạ rồi, em cảm ơn. Rồi, em cảm ơn. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh thì em sẽ chọn cái gì? Dạ em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con người đúng không? Dạ. Bên đây vỗ tay mừng quá kìa. Anh nghe nha. Em không phải là người vĩ đại đâu anh, chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió, lúc dạt dào lúc hờ hững xa lạ, lúc nồng nàn lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ, nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Mời nhà trai. Rồi, xin chào em trai. À, xin mời nhà gái. Ngồi đi em. Mình sẽ nói lớn lên để bên kia cảm nhận như thế nào nha. Rồi mời nhà trai. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Ngọc Vân và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Ngọc Toàn, em 29 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam. Wow, anh mới Quảng Nam về nè. Dạ, em bữa trước em có biết anh về mà em bận của em ra được. Trời ơi, gặp anh về bận gì bận ra, gặp anh chút uống ly cà phê chứ. Dạ, đợt sau anh vào thì em sẽ mời anh ly cà phê. Rồi, anh làm nghề gì vậy? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam. À, rồi. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em chào cô Hồng Vân, chào anh Huyền Linh và chào bạn Nam bên kia. Và chào khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Rồi, em xin gái. Tự giới thiệu. Em tên là Hồ Long Ẩn, em 26 tuổi, hiện là giáo viên và đang công tác tại trường Mẫu Giáo Hoa Phượng ở Tánh Linh, Bình Thuận. Ủa, Bình Thuận với Quảng Nam có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Vậy hả? Vậy à, nhưng mà không sao, tình yêu người ta yêu gần nữa, quả địa cầu người ta còn yêu nhau được mà. Bên kia 26, bên đây 29 ha? Dạ vâng. Rồi bây giờ Nam có điểm mạnh, điểm yếu nào giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Những điểm mạnh của em là một người vui vẻ, nhiệt huyết. Em là một người sống nội tâm về tin về gia đình nhiều hơn.
Còn điểm yếu là sống về nội tâm nên đôi khi cái giao tiếp hoặc ra bên ngoài thì kém em. Ít nói ha, dạ, ít thể hiện ra bên ngoài. Dạ. Rồi mời nhà trai, nhà gái. Dạ em, điểm mạnh của em á là biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè á. Khi mà bạn bè gặp khó khăn thì em luôn giúp đỡ bạn. Đặc biệt là đối với em là một cô giáo mầm non á, thì em rất là yêu trẻ. Cái việc nấu ăn uống á, thì em là một người phụ nữ trong gia đình. Dạ, điểm yếu của em á, thì hơi bị một chút nóng tính một xíu. Với lại một phần là em hơi nhút nhát với đám đông. Dạ, em nói chuyện khá là nhanh. Mầm non, vậy là biết hát, biết đọc thơ, biết múa, biết... nhiều loại hình nghệ thuật đúng không? Dạ, chút chút thôi chú ơi. Giờ làm chút cho nó sơm tụ thôi. Dạ, một tiếng nữa đi rồi con đọc thơ được không chú Linh? À, được. Dạ. Cứ gặp bạn bên kia bắt đầu đọc thơ. Có cảm xúc đọc đúng không? Dạ. Rồi bạn trai, có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì 2 mối tình. Một mối tình thời sinh viên. Còn mối tình gần đây nhất thì từ năm 2015 tới 2018. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Khoảng cách cũng hơi xa với lại... gia đình bạn nữ cũng coi trọng tuổi tự tác. Còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi? Đối với em thì trải qua 2 mối tình. Một mối tình đầu tiên của em thì đó là sự tìm hiểu thôi, vài tháng thôi. Rồi mối tình thứ hai là mối tình khi mà em bước ra trường đi làm á, thì em có quen một người bạn. Hai em với bạn đó thì chưa có cái sự hòa hợp với nhau, cho nên là tụi em đã kết thúc được năm rồi. Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông của em phải như thế nào? Thì nói chung mỗi người của em thì nó đơn giản lắm. Biết cư xử lễ phép với người lớn và yêu thương, chăm sóc. Đặc biệt là với cái người bạn mà đồng hành với mình á, phải biết quan tâm, dạ, trung thủy. Ngoại hình ha, thì anh đó là cao, nhìn cũng dễ nhìn một tí. Ăn nói thì lưu loát. Nãy giờ nói lưu loát không? Dạ, cũng khá được. Khá được, ta làm vào sở văn hóa, thể thao du lịch đó. Được không em trai? Dạ được. Dạ. Chiều cao thì cũng lúc được lúc không. Nếu mà muốn cao, tại vì muốn được thì mình cam ăn dài cao lên. Em muốn cái bạn trai mình cao bao nhiêu? Dạ em muốn thì bạn trai là cao từ 1m68 1m7 cho lên. Cha có bộ căng ạ, bên kia nói dụ đi giày là chị thấy hơi căng căng rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Dạ giờ mình cao nhiêu nè? Em thì em 1m89 rồi. Tôi nhà trai tôi bị gọi là yếu chiều cao chút, nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết á. Về tình cảm nè, rồi nụ cười tươi, gương mặt cũng ấn tượng ha. Này mà đẹp trai lắm, đừng có giỡn nha. Đó, cao mà... thêm gan là ngon lành luôn đó. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh á, thì em sẽ chọn cái gì? Dạ, em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con người, đúng ơi. Không? Dạ. Bên đây vỗ tay mừng quá kìa. Ủa rồi còn em sao, nói luôn. Nói đi. Nói cho dân có biết đi nào. Dạ, thật ra thì em không đặt tiêu chuẩn về bạn gái của mình. Em chỉ có quan niệm là phải hợp nhau hay không thôi. Tính tình thì có hiếu với gia đình, biết chăm sóc bản thân mình, không có giận hờn vô cớ. Đâu có ai khùng đâu giận hờn vô cớ. Ít nhất phải làm gì cho người ta mới giận chứ. Thành ra người đàn ông mình phải tìm hiểu tại sao người khác giận mình. Mình phải làm cái gì đó, thậm chí mình vô tình mình làm gì mình không biết. Chứ không ai tự nhiên đi đùng 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 lên khùng lên hết trơn á. Dạ, chào chú Hiền Linh. À, hết hồn chưa? Hết dạ. Hồn chưa? Ê, có sợ yêu xa không? Dạ, yêu xa, nếu như mà có lòng tin thì mình sẽ vượt qua. Mình không thích đàn ông ở điểm nào? Người đàn ông á, con không thích đó là hút thuốc. Có dạ. Hút không? Dạ, rượu, bia, thuốc, em không hút. Con thì không thích ghen, tính của con là con sống rất là thoải mái. Dạ, con cũng vậy, con cũng không có ghen. Vậy thôi chứ phụ nữ mà không ghen là nó chỉ làm như ông thương tôi á. Nhớ nha, giờ nó không ghen mày mốt về bắt ta ghen là không được đó. Trai đi với ai vậy? Dạ, tại thì Quảng Nam mưa bão nên anh không đi được. Rồi, có nghĩa là không ai đúng không? Dạ vâng. Còn mình sao nè? Mình đi với ai? Dạ, thưa cô, con đi với mẹ và các chị của con. Cô thưa với Nguyễn Linh với lại MC Hồng Văn. Đối với cô á, thì... cô thấy ngoại hình này thì nói chung là theo tiêu chuẩn của bé thì nó hơi kém một chút, nhưng mà về cái tính tình rồi cách ăn nói thì thấy cũng được. Cũng được. Thì cô cũng mong sao cho bé nó đồng hành với bạn trai bên này thì cô ok. Okay. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Miễn sao bạn gái ok là gia đình ok. Là cố gắng nha em trai nha. Chuẩn bị mở rào.
anh có món quà tặng em. Dạ rồi, em cảm ơn. Có một bó hoa nữa mà hồi nãy anh đi trên đường anh quên mất để trên xe nên anh tặng để em. Trời ơi, mua hoa rồi quên luôn. Mở quà đó có cái gì vậy? Dạ con xin phép mở quà nha. Là cái son. Trước là em rất thích nụ cười của bạn gái và giọng nói nữa nên thành ra em sẽ tặng cái son, mong rằng bạn sẽ luôn nở nụ cười, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Món quà này em cũng rất thích. Dạ. Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có món quà nhỏ muốn tặng cho anh, tự tay em làm. Và trong tấm thiệp này em có viết một cái đoạn thơ. Dạ, tí em sẽ đọc cho anh nghe nha. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ mở thơ, đúng mở rồi, thiệp đọc kìa. Đọc thơ đi. Đẹp. Tấm thiệp hả? Dạ. Tự tay làm đó. Hình này sao giống dữ vậy trời. Em sẽ đọc cho anh nghe nha. Đúng rồi. Dạ, anh cho em mượn cái đó thôi. Dạ. Dạ, rồi, em đứng xin đọc đứng thơ nó nghe luôn, đứng nó cho... nghe luôn. Anh nghe nha. Em không phải là người vĩ đại đâu anh, chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió, lúc giặt giào lúc hờ hững xa lạ, lúc nồng nàn lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ, nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống quá trời. Chắc này linh tính á, cái giác quan thứ sáu mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời, nó cưng hết sức nội, nhìn này nhớ nó, nhìn nó nhớ này. Dạ. Anh có một câu hỏi này, nếu sau này anh và em có thể tiến xa hơn á, thì một trong hai đứa sẽ phải chuyển công tác hoặc chuyển công tác chuyển về nơi ở mới, thì em sẽ suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Dạ, vậy cho em hỏi anh thử nha, công việc của anh hiện tại đang ở đâu? Anh đang làm ở Quảng Nam. Dạ. Em có thể xin một cái trường mầm non nào đó cho bạn gái dạy được không? Cũng được ạ. Em không quan trọng về vấn đề nơi ở hoặc việc làm. Ừ. Miễn là bạn gái ổn định trước rồi mình ổn định sau thì em có thể chấp nhận. Em về Bình Thuận được không? Dạ, cũng được. Mà thời gian đầu thì em phải ở nhà. Tại nhà em thì còn có cô và một bà nội nữa. Ừ. Nên cũng hơi nam người. Dạ. Dạ, nhà em cũng vậy thôi. Nhà em thì... em trai của em thì làm ở Đồng Nai, còn có mình em là con gái nhà với ba mẹ thôi. Ừ. Dạ. Vậy thì đứa nào phải về nhà đứa nào? Chấp nhận làm rể được không? Dạ được. Đó rồi, dễ xong rồi đó. Anh nhìn em có như thế nào? Em có... cũng dễ thương. Dạ, cũng... em cảm ơn anh. Nghe giọng nói em cũng rất thích. Dạ. Đã... rồi, rồi mà em sao không hỏi đi, rồi em thấy anh làm sao? Tự nhiên em bối rối với chị. Hỏi đi. Em thấy anh có đúng tiêu chuẩn của em không? Anh thì nhìn cũng khá điển trai. Dạ, hoạt bát, vui vẻ. À, chắc có lẽ là anh đang run đúng không ạ? Anh cũng run. Dạ. Nữ con trai mà mạnh dạn lên chứ. Ông tính anh cũng hơi chút nhát một tí. Anh dạ. Thì sống nội tâm nhiều hơn. Dạ. Có nhiều lúc anh bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều quá. Không biết em... thấy thế nào à? Sống nội tâm thì cũng không có tốt lắm. Anh cứ bộc lộ ra hết đi. Cái anh nghĩ được, anh nghĩ được cái gì, anh nghĩ mình được cái gì á thì anh cứ nói ra hết, anh cứ trải lòng ra nói ra hết. Anh thích đi du lịch với lại chăm sóc chó mèo. Vậy hả? Dạ, trẻ dạ. Con nữa, anh trẻ con anh cũng thích. Ví dụ như là ở xa vậy thì theo anh là mình gặp nhau á là bao nhiêu lần? Trong một tháng có thể 2 lần. Dạ. Dạ, anh có thể sắp xếp được anh. 2-3 lần khó nha. Thứ bảy chủ nhật anh có thể sắp xếp đi vào cho nó được. Dạ. Yeah. 2 lần thôi. Yeah. Đi ngày về ngày gặp nhau. Ý em leo xe về. Trời ơi, vậy luôn á. Để bạn gái ngồi đó, mình bước tới nhẹ nhàng nắm tay bạn gái, trìu mến nhìn thẳng vô đôi mắt ấy. Mà nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nắm tay em được không? Dạ được. Nắm hai tay luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt của ấy. Đưa cái tay kia ra đi em gái. Đó, nắm chặt nhìn thẳng đôi mắt. Hôm nay thì anh đến đây với tấm chân tình của mình. Anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Anh và em có thể trao nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong... Dạ, em cảm ơn những gì đã nói với em. Dạ. Rồi, về vị trí. Hai đứa nhìn thẳng ra phía trước, nhắm mắt lại. Đây là việc hệ trọng. Chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em suy nghĩ điều gì em gái? Em
xin lỗi anh ha. Em nếu như em bấm thì em không làm được trách nhiệm của em thì em có lỗi với anh. Sau chương trình này em và anh có thể làm bạn và mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Anh thấy em trai là bây giờ mình phải cố gắng, nếu mình thuyết phục hơn nữa, mình năng động hơn nữa, mình chia sẻ nhiều hơn nữa, chủ động hơn chút xíu nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ giành được trái tim mà mình đang đi tìm. Tăng bằng một... Dạ, do gia đình của con sinh sống, làm việc và học tập bên Nga. À. Và bố mẹ con dạy dỗ cũng tương đối là nghiêm, con chú trọng việc học tập và việc nhà. Con chưa có mối tình nào ạ. Hả? Con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ chưa. Dạ, nếu mà tính ra thì em cũng khoảng 3. Con có thể sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ, tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Tìm một bạn gái thì trung thủy nè, thì ngoại hình ưa nhìn xíu. Em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ chia mọi công việc trong gia đình. Như vậy là chúng ta đã có một cặp đôi đầu tiên bấm nút hẹn hò. Họ hiền quá, họ trong veo như những giọt sương mai vậy quý vị. Trong cuộc sống luôn luôn có những người như thế, chúng ta cần có sự kết nối để họ có thể hạnh phúc hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin mời nhà gái. Rồi mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời nói đầu tiên thì em xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia và chào khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Khánh, 32 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Hiện tại là đang làm bên xe bất động sản ở Bình Dương và hiện tại cũng ở Bình Dương luôn. Khánh 32 tuổi, quê Vĩnh Long, ở Bình Dương. Mời nhà gái giới thiệu về mình đi. Con xin chào cô chú và quý khán giả trong hội trường. Con tên là Đặng Kim Anh, năm nay 32 tuổi, sinh năm 88. Tại Hà Nội, con và gia đình sinh sống thời gian dài tại nước ngoài, sau đó là đã quyết định chọn thành phố Hồ Chí Minh là điểm sinh sống. Con tốt nghiệp dược sĩ và đang làm tại bệnh viện ở quận 5. Con tốt nghiệp dược sĩ hả? Dạ. Gia đình mình ở đâu? Gia đình con ở quận Tân Bình ạ. Tân Bình. Mình nói một chút ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi Khánh. Em thì làm bên sale thì ưu điểm mình là dễ hòa đồng, cũng dễ tạo thiện cảm với người khác, cũng có thể là hơi nói nhiều xíu. Rồi, còn khuyết điểm? Khuyết điểm của mình thì do hội trường đông quá thì nó hơi hồi hộp một xíu. Cái đó không phải khuyết điểm đâu, ai cũng bị cái đó cả. Khi ngủ thì hơi có ngáy một xíu. Ngủ ngáy hả? Hơi nhẹ. Ai cũng ngáy, nói chung là giờ cứ bự bự một chút là ngáy rồi. Dạ. Không phải khuyết điểm luôn. Còn mình nói sơ một chút về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi con. Dạ, ưu điểm của con là con có thể sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ. Rồi... Tiếng gì? Tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Tiếng Nga và tiếng Anh. Dạ, con cũng tương đối là lạc quan, sống rất là lành mạnh. Con thích các môn thể thao. Ví dụ như con thường xuyên đi tập gym và tập yoga và đi bơi và chạy. Ủa Kim Anh ơi, tiếng Anh thì mình dễ biết rồi, đó là ngôn ngữ mình phải học, còn sao mà biết tiếng Nga nữa? Dạ, do gia đình của con sinh sống, làm việc và học tập bên Nga. À, vậy à? Dạ, cũng gần 20 năm ạ. Hồi con còn rất là nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học thì gia đình con đã về Việt Nam cũng hơn 10 năm ạ. À, từ nhỏ đến lớn sống ở Nga đúng không? Dạ. Thì là nói tiếng Nga như tiếng Việt luôn đó. Dạ. Vậy thì cho cô biết luôn là con có mấy mối tình rồi? Dạ, con chưa có mối tình nào ạ. Hả? Con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ chưa. Trời ơi, chứ cái thời gian ở bên Nga con không có quen bạn nào sao? Bố mẹ con dạy dỗ cũng tương đối là nghiêm, con chú trọng việc học tập và việc nhà. Lúc đó thì còn quá nhỏ nên chưa có để ý quan tâm đến cái việc tìm bạn trai. 33 tuổi mà chưa có mối tình nào cả. 32, phải không? 32 tuổi. À dạ. Còn Khánh? Dạ, nếu mà tính ra thì em cũng khoảng 3 á. Khoảng 3 hả? Dạ, thời học sinh á thì cũng có yêu đơn phương. Rồi, học, dạ. Học sinh. Dạ, lên đại học thì cũng có. Lúc đầu là bạn thì cũng 1-2 năm gì đó, rồi sau tìm hiểu rồi năm cuối á thì có nhiều dự định quá nên là không ấy nữa. Rồi. Lúc mà đi làm á thì cũng có quen nhưng mà chắc không có nợ. Quen lâu không? Thì cũng là bạn thôi rồi. Dạ. Vậy cũng là bạn thôi mà. Bạn rồi cũng tìm hiểu nhưng mà thấy thì thôi thì nó cũng không chưa bạn. Có mối tình nào sâu đậm hết. Dạ. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì nó cũng đơn giản lắm, thì tìm một bạn gái thì trung thủy nè, thì ngoại hình ưa nhìn xíu, hợp tuổi xíu là được. Hợp tuổi? Dạ, dạ. Chào cưng. Cưng muốn hợp tuổi là tức là sinh năm bao nhiêu? 94 hoặc 92 hoặc 88.
88 là bên đây 1988 luôn nè. Mà chưa từng yêu luôn á. Dạ. Tinh khôi như là cái áo dài trắng cổ bận vậy đó. Có áp lực không cưng? Dạ không. Không áp lực đúng không? Dạ bình thường. Có thể chịu trách nhiệm được đúng không? Dạ được. Hắn đâu yêu nhiều đâu. Cũng yêu mới chút chút bạn rồi. Sao biểu 4 năm mới tình? Không có, có 3 mối nhưng mà giống như là bạn bè rồi yêu nhau có. Sơ sơ chưa tìm đó. Hiểu sơ sơ không được thì thôi à. Qua coi nhà gái coi học ở Nga 19 năm 20. Trời ơi, xin như cô gái Nga nha. Không, vẫn là cô gái Việt ạ. À, giờ hát bài tiếng Nga nghe coi. Ta nói là nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ thì con sẽ tặng bài hát đầy nụ cười. Отулыбки грустный день светлей, от улыбки в небе радуга проснется, поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке, с голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Tức là tôi nghe tôi không hiểu gì hết, mà tôi chỉ hiểu có một chữ là chibia thôi. Chibia là da lưu lưu chibia đó. Dạ, là có cái yêu ở trong đó đó phải không? Gặp bạn gái là qua nói liền da lưu lưu chibia. Là cái gì vậy? Thì nói đại gì đi. Là anh yêu em đó. Da lưu lưu chibia. Dạ. Mình phải biết. Mình phải biết. Da lưu lưu chibia. Dạ. Da lưu lưu chibia. Lưu lưu chibia. Ờ đó. Da lưu lưu chibia. Dạ lưu lưu chi bia. Đó. Bây giờ cưng muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ con mong muốn là bạn đấy mặt ưa nhìn, hiền lành và cũng nam tính, càng cao càng tốt. Bên cao nhiêu? Cỡ 70 đổ lại. Mét 70 phải không? Ừ. Có nam tính không anh? Nam. Nam tính đúng không? Mà. Nhanh nhẹn, tính hóm hỉnh. Con ghét đàn ông điều gì nhất? Có những tật xấu như là hút thuốc lá, bia rượu, quá đà, cờ bạc, cầm ràm. Cầm ràm. Đàn ông mà cầm ràm là mệt lắm luôn á. Có những điều đó không Khánh? Thì hút thuốc thì em không có rồi đó. Còn ví dụ như bia rượu thì cũng có, xã giao mà, tiếp khách hàng á. Nên là còn mấy kia có không? Cầm ràm có không? Không. Vậy tốt rồi. Thôi mình để người nhà góp ý kiến đi. Đúng rồi. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và bạn đồng nghiệp cũ ạ. Là em là bạn đó đúng không? À con dạ là bạn. Ừ. Con muốn bạn nói hay mẹ nói? À dạ bạn con nói. Ờ à, bạn mời bạn. Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào tất cả các bạn. À, em là bạn của chị Kim Anh ạ. À. À, theo em nhận xét về phía bạn trai bên đây thì anh cao ráo, cũng hiền lành. Do chắc anh là môi trường xe bất động sản thì có vẻ anh có hơi hoạt bát. Nếu mà chị thấy được á thì mình cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi. Ok. Rồi bên đây em đi với ai? Khánh đi với ai vậy? Dạ em đi với cha với chị họ. Cha luôn ha. Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh ạ. À. Xin chào chị Hồng Giang ạ. Chào quý vị khán giả trong trường dây ạ. À. Tôi là cha Nguyễn Văn Khánh ạ. À. Thì nhận xét của cha thì thấy con bé cũng dễ thương cũng và đồng. Cha cũng cảm ơn chương trình đã giúp cho tạo điều kiện cho hai đứa trẻ được gặp mặt nhau để tìm hiểu nhau. Con chị đâu? Chị đâu cha? Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh, con chào chương trình. Con là chị họ của Khánh. Về phần của Khánh á, thì con thấy á, Khánh công việc ở ngoài là Khánh rất là hoạt bát, năng động. Nhưng mà không có biết làm việc nhà. Còn về bạn nữ thì con thấy bạn rất là dễ thương, con nghĩ là sẽ hợp với Khánh. Nên là con mong là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Dạ con xin hết. Cảm ơn nhà trai. Bây giờ mở rào. Mở rào đi. Bắt đầu việc của mình nha Khánh nha. Lệnh dạ. Chinh phục. Xin cảm ơn anh ạ. Có chút quà cho anh, mong anh luôn giữ gìn sức khỏe. Thì đây là cái combo chống dịch là khẩu trang vitamin khử khuẩn với lại số ghi chép có thể là anh sử dụng trong công việc hoặc là anh ghi các tâm tư của anh trong đây. Rồi anh cảm ơn em. Thôi quay lại đối diện đi, đang ngồi đối diện nói chuyện nè. Khánh nhớ câu gì không? Gia lưu lưu chi bia. Спасибо. Спасибо là cảm ơn á. Dạ, không biết. Rồi Khánh về chỗ ngồi đi nào. Hai bạn có thể cảm nhận về nhau về lần đầu tiên gặp mặt đó. Dạ thì em thấy bạn gái cũng dễ thương. Lần đầu là em thấy cũng được. Nhìn giống như là đóa quỳnh hương vậy đó. Dạ. Thì không biết là em thấy anh sao? Anh thấy anh mặt cũng dễ thương, hiền. Em có thích trai miền Nam không?
trai miền Nam thì em thấy rất là nhẹ nhàng. Thực ra em cũng chưa hẹn hò trai miền Nam hả? Em chỉ có tiếp xúc cùng bạn bè thì em thấy là nói chuyện rất là nhẹ nhàng, rất dễ mến. Thật thà chất phát đúng không? Thật thà chất phát ạ. Nhưng mà sống ở thành phố à? Dạ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh Khánh anh gặp cái là anh hết hồn liền, coi như anh không còn cái hoạt bát của sale bất động sản nữa. Anh hơi bị quíu rồi đó, đúng không? Dạ, lên đây hơi... Bản lĩnh lên coi nè anh, bản lĩnh lên coi nè anh Khánh ơi. Hỏi em đâu mà hẹn tuần mấy lần gì đó, sở thích em là gì? Không biết là em thích nhất là cái gì à? Em cũng thích các hoạt động thể thao. Thì mình có thể đi đánh cầu lông, đi bơi, đi chạy cũng được. Sao không có một cái cặp nào thì... nói là thích đi coi kịch ha? Trời ơi, ta có nhà tài trợ. Thích có thịt ma. Cái nhà tài trợ bự thiệt là bự, ngồi sau lưng mà không một người nào nói thích đi coi kịch. Giận ghê luôn. Vậy là em thích... Phim ảnh, kịch ma cũng thích. Thế anh thích gì ạ? Anh thì thích đi du lịch nè, hoặc là đi xem phim. Nói chung là cũng thích đi lắm. Hẹn hò thì cũng dễ lắm, điều quan trọng là ở em thôi. Trong tuần ví dụ như khi nào em rảnh, ví dụ như là thời điểm nào mình có thể đi được. Dạ, cho em xin hỏi quan điểm về tình yêu cũng như là về gia đình của anh ạ. Tại vì môi trường của anh là làm bên kinh doanh á, thì em cần cái sự là ví dụ như là tin tưởng lẫn nhau. Tại vì nhiều lúc thì anh phải đi tiếp khách hàng này kia, nhiều bạn nữ người ta nghĩ là tiếp khách hàng lâu á thì sợ này kia, cần cái sự chung thủy như đó. Chủ yếu là vậy thôi. Đối với em thì cũng tương tự như vậy, chung thủy là cái tối thiểu rồi. Ngoài ra thì em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ chia mọi công việc trong gia đình. Khoảng bao lâu thì em có thể nghĩ đến việc kết hôn? Nếu mà tình yêu đủ lớn á, thì mọi việc suôn sẻ thì em dự tính khi nào? Nếu mà suôn sẻ mọi việc thì không nói về thời gian được, nhưng mà trước mắt thì cũng chắc là phải có thời gian để tìm hiểu nhau. Tại vì cũng mới gặp thì em nghĩ là thời gian của em là cỡ nửa năm. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi mà chưa có biết yêu đương là như thế nào cả, cho nên rằng là trong nửa năm đó là Khánh phải làm việc gấp đôi gấp ba những cái mối tình bình thường khác. Bạn gái cần mọi lúc mọi nơi là mình phải có mặt. Không cần cũng có mặt luôn, trồng luôn cây si trước cửa nhà luôn. Được không Khánh? Dạ được. Được đó, em bước tới nắm tay Kim Anh ha. Rồi Khánh có thể hát một bài nào đó để tặng Kim Anh. Không biết hát gì luôn. Kệ, hát gì cũng được thì bài bất động sản gì đó, đất lên đất xuống gì đó. Ở miền Tây thì chủ yếu hát chân ca thôi chứ... Rồi dân ca giọng cổ cũng được cho nó lạ. Ngoài đồng còn đám mạ non, ruộng sâu chứa cấy mà em đi lấy chồng. Mai rồi ai sẽ giận công, cùng anh tát nước bè bờ hỡi em. Bây giờ Khánh hay hỏi một câu gì đó, mình sẽ tiến hành bấm nút ha. Hay Khánh có thể nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Đến với chương trình này là cũng là một cái cơ hội tìm hiểu nhau. Trên đất nước Việt Nam này thì hơn 90 triệu dân thì mình thấy nhau cũng là một cái duyên. Mình cũng cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu thử. Còn em sao nha? Cũng như anh nói thì trên trái đất này bao nhiêu con người mà mình tình cờ gặp nhau là cũng có cái gì đó rồi. Mong là mình sẽ tìm được người phù hợp cho nhau. Rồi, về ghế đi các bạn. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Nghĩ rằng tụi em cũng đủ sức có thể cảm nhận được xem đây có phải là một nửa mảnh ghép mà mình có thể hướng tới hay không. Bấm hay không là quyền của các bạn nha. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Kim Anh không bấm. Tạ cũng như là con mới nói xong là mình cũng lên đây thì mong là mình sẽ trở thành bạn của nhau. Không nhất thiết là không bấm ở trên chương trình này mình sẽ không trở thành cái gì đó của nhau sau chương trình. Con cũng muốn là cho cả hai người tìm được cái người phù hợp của nhau. Điều này chính xác, nếu trái tim mình chưa rung động mình không cần bấm. Một chút tiếc nuối nhưng không sao, có thể là những người bạn với nhau. Chương trình gửi tặng đến bạn. Dạ em được hai mối tình chị. Vậy mà nãy em nói nhắc vậy. Dạ mối tình đầu tiên của em là năm em 17 tuổi á. 17 tuổi. Dạ em thua trước hả? Vậy bạn gái nhiêu tuổi? 15 hả? Lúc đó em mới lên Sài Gòn nghe radio á chị. Cái em mới làm quen trên sóng. Cô đó 22 tuổi. Cái ông chủ ông suối á nói là nói lớn hơn người ta mới kêu bằng anh. Chứ nói mà nhỏ hơn người ta kêu bằng em là quen không có được đâu. Xong đó em mới nói em 24 tuổi. Mời bạn nam. Rồi chào bạn. Mời với bạn.
Rồi, em gái giới thiệu đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh, chào khán giả. Chào em. Em tên là Lê Minh Đức Vi, 26 tuổi. Hiện tại em là thợ may áo dài, nghề của gia truyền cha. À, nghề áo dài truyền thống hả em? Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và bạn bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Thuận, quê em ở Tiền Giang. Hiện em đang công tác ở quận 7 bên ngành điện lạnh. Tiền Giang là huyện nào? Dạ em ở huyện Cái Bè. Mình nói chút xíu về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi bạn. Dạ ưu điểm của em là không hút thuốc, không rượu chè, không giới rú, không tam đổ tường. Tam đổ tường là sao em? Dạ. Tam đổ tường mà em không có tam đổ tường, vậy là em có cái gì tường? Dạ có nhậu chị. Con nhậu nhiều không? Dạ cũng ít rồi chị. Thường vô nhậu xỉn vô thì làm gì? Dạ ngủ rồi chứ đâu gì chị. À ngủ được chứ đừng có quậy nha. Dạ đâu có chị, tuổi trẻ mà đâu có. Có tật xấu gì không? Dạ cũng nhiều lắm anh. Thí dụ? Dạ cũng làm biến. Thay hay gọi là người làm biến nhất thay á. Rồi gì nữa? Hay ngủ nướng, nhát gái không? Nhát gái. Ngủ nướng mà làm biến nữa rồi có tắm rửa nhà cửa, có quét dọn gì không? Dạ nhà nửa tháng quét lần chị. Rồi bao lâu? Tắm cũng cỡ nửa tháng tắm lần đúng không? Dạ tắm ngày nào cũng tắm. Tưởng đâu nửa tháng tắm lần luôn chết luôn à. Rồi mời bạn gái. Dạ ưu điểm của em là khi em làm việc em rất là tập trung. Còn khuyết điểm của em thì bao la. Rồi thử vài điểm, vài khuyết điểm. Dạ em mê chơi game. Trong lúc em chơi game em rất là nóng. Mình không thích ai mà tác động vô. Mà thường em chơi game là ai là người hay tác động em nhất? Dạ anh hai em. Rồi chơi em chơi dở này kia vậy đó. Rồi em phản xạ tự nhiên. Em làm gì ổng? Dạ thì tay em hơi nhẹ hơn người ổng. Hơi nhẹ thôi hả? Dạ hơi nhẹ, đánh nhẹ chị, nhẹ cho ngọt á. À đánh nhẹ thiệt nhẹ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Ừ, không phải là xấu mà là em thích chế biến món ăn đó chị. À vậy tốt chứ, chế biến gì? Không là em chế chứ không phải là... Anh hai em hay kêu em chế Linh Tiên Sinh lắm. Em ăn mì với cháo. Mì gì? Mì gói hả? Mì gói xong em bóp nhuyễn ra. Bóp nhuyễn ra? Dạ, rồi em nấu với cháo. Nấu với cháo? Xong rồi cá mồi rồi em nặn chanh lên em ăn. Bỏ cá mồi vô rồi nặn chanh lên ăn. Ăn được không? Dạ, em ăn thì em thấy ngon. Ngon lắm hả? Dạ. Để lát về chị làm thử coi rồi là mì gói bóp ra. Dạ đúng rồi. Xong chị rồi em có nấu thể cháo. Nấu cháo bịch cũng được. Nấu cháo bịch cũng được. Rồi cháo kia cũng được. Rồi đổ cá mồi vô. Dạ. Dắt chanh lên. Nhưng mà cá mồi chị hơi dầm ra xíu. Cá mồi dầm ra dắt chanh lên. Dạ. Mọi người về làm thử món nó ăn thử sao nha. Còn món gì nữa em? Còn món nữa là bò viên á chị. Ờ bò viên. Xong em cắt ra. Sắt ra. Kho với tàu hũ. Xong rồi sốt cà. Kho với tàu hũ sốt cà. Dạ. Anh nói ăn là ghét cái mặt anh như bò viên luôn. Em mốt em chế ra cái món cá hồi em xay nhuyễn em bỏ đường dắt chanh làm nước chanh uống ngon lắm em. Cảm nhận của bạn nam sao khi nghe những món ăn của bạn nữ? Dạ chắc em cũng gán chị. Gán ăn đi em. Kệ phụ nữ mà người ta hay sáng tạo ha. Miền Tây có món cá tra nấu chè ngon lắm em. Trời ơi. Sáng tạo phải sáng tạo tới vậy luôn á. À, mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ em trải qua một mối tình hơn năm chị. Lý do sao chia tay em? Dạ tại vì sao quá. Tưởng đâu tại em cho anh ăn mấy món đó là anh chia tay chứ. Anh ở đâu mà xa? Cà Mau chị. Cà Mau, tình yêu chưa đủ lớn rồi xa mặt cách lòng rồi chia tay luôn. Dạ. Bạn trai tình trường sao em? Dạ em được hai mối tình chị. Rồi. Vậy mà nãy ông nói nhát gái. Dạ mối tình đầu tiên của em là năm em 17 tuổi á. À 17. 17 tuổi. Vậy em thua trước hả? Vậy bạn gái thì nhiêu tuổi? 15 hả? Lúc đó em mới lên Sài Gòn nghe radio á chị. À. Cái em mới làm quen trên sóng. Cô đó 22 tuổi. À. Cái ông chủ uống suối á nói là nói lớn lớn hơn người ta mới kêu bằng anh. À. Chứ nói mà nhỏ hơn người ta kêu bằng em là quen không có được đâu. À. Xong cái em mới nói em 24 tuổi. À. Dụ dỗ gái ta. Mà cuối cùng quen cô đó 22 tuổi. Dạ. Rốt cuộc là mình 17 tuổi. Dạ. Rồi quen. Có gặp mặt nhau ngoài đời không? Dạ quen được một năm á thì em mới qua bên nhà bạn gái em chơi. Gặp mặt á thì em cũng thích chị. Xong rồi em tỏ tình với bạn gái em luôn. Tỏ sao? Lúc đó là em hẹn bạn gái em đi Suối Tiên chơi. Rồi em nói sao? Xong rồi em nói em thương bạn gái em. Cái cô đồng ý. Nhưng mà cô biết em là 17 tuổi không? Dạ không chị. Gặp mặt mà cũng không biết luôn hả? Dạ quen được một năm rồi á. Lúc đó em cũng thấy thương rồi nên em khai thiệt. Cô ấy cảm thấy như bị lừa dối á chị. Cô quê cô bỏ em luôn.
Cái tự nhiên cô giận, cái cô bỏ về quê cô lấy chồng luôn. Trời ơi. Ủa gạt người ta làm chi vậy không biết à. Còn rồi việc nhỏ. Rồi mối tình thứ hai. Hay là cô sợ là quen người chưa tuổi gì thành niên. Cô cho uống luôn. Dạ mối tình thứ hai của em á thì cách nay khoảng 2 năm chị. Rồi. Dạ em cũng quen được 2 năm. Lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn? Dạ nhỏ hơn em 1 tuổi. Sao chia tay? Dạ cô ấy đi xa làm việc á. Xong rồi cái xa cái cảm giác nó mất cảm giác. Rồi cũng xa. Ai mất cảm giác? Luôn. Dạ hai bên. Ô cha, hai mối tình này cũng lạ ha. Giờ mong muốn kiếm người bạn gái như thế nào em trai? Dạ đẹp như chị Cát Tường là được rồi chị. Trời ơi, chị cảm ơn em. Có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không? Đừng nóng tính quá là được rồi chị. Cô chị nóng tính nó chơi game mà nhào vô là quýnh luôn á. Nhẹ. Còn em gái, em thích tìm sao? Bạn trai thế nào? Dạ chào em gái. Cao mét mấy? Mét 9 chữ 20cm. Còn giật mình. Tưởng đâu mét 9 chứ. Rồi sao nữa? Dạ sạch sẽ. Bên hơi làm biến không biết sao. Mày nửa tháng mới dọn nhà lần đó. Rồi sạch sẽ, có sạch sẽ. Dạ, hiền với có đạo đức thì được. Đây hiền khô, mặt coi vậy hiền khô à, dễ thương lắm. Rồi. Dạ vậy được. Vậy được rồi ha. Dạ. Ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ ở dơ. Ở dơ. Dạ. Mày nửa tháng mới dọn nhà lần. Với lại dạng như là không tôn trọng những cái nhân viên bán hàng á. Như mình mua đồ, mua hàng gì đó. Mặc dù là mình bỏ tiền ra mình mua cái đó. Mình vẫn phải tôn trọng người khác. Nhưng mà có những nhân viên bán hàng một ngày gọi tới 50 lần vô điện thoại đó. Mua đất, bán nhà, bán cửa gọi hoài em bực mình không? Không, là cái người mua phải lịch sự với người bán á. Người ta không mua cứ gọi hoài 50-60 lần rồi sao? Thì mình cũng phải vui vẻ chứ không biết. Vui vẻ, cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Anh không mua, cảm ơn em. Vậy ha? Dạ. Cũng được. Nhớ nhà ai gọi bán đất, bán đai, và tiền ngân hàng gì đó. Cười sát từ tối tới chiều, cười hoài luôn nha. Rồi, được rồi. Cô kia là cũng dễ thương. Đàn gái là... Để tôi qua tôi coi nha không? Được á. Đàn dạ. Trai cũng trắng như đàn gái luôn à. Đàn dâu được không em? Được phải không? Tốt. Rồi chào em. Ôi dạ, trời ơi sao nó ngược dữ vậy. À dạ. Đậm đà ha. Dạ. Mai mốt lấy vợ về mình có lên cái kế hoạch mình sinh sống ở đâu, rồi mình lập nghiệp như thế nào, để phát triển kinh tế gia đình, nuôi vợ nuôi con chưa? Rồi. Em cũng có dự định là nếu mà em có gia đình ổn định thì em về cái bè em mở cửa hàng điện lạnh. À là làm dâu đúng không? Chắc không phải làm dâu rồi chị. Tại em cửa hàng của em mở thì em cũng ở đó luôn chứ đâu có. À có dạ. Cửa hàng riêng mình ở cái cửa hàng luôn. Thì dạ dự định của em là vậy chị. Cái bè nhưng mà em ở dưới bè ở trên bè. Dạ ở trên đường vậy. Trên đường. À. Mà bên nhà nhát gái mà chị ai đăng ký chương trình? Dạ ba mẹ em hối quá trời. Tại ba em thì tối ngày ông mở hoài luôn. Ngày nào cũng mở hết. Mở gì? Mở bạn muốn hẹn hò. À. Xem từ tập. Rồi mẹ em thì bắt cho em coi hoài vậy nè, cho em thuộc lòng em lên đây. Mà lên gùng quá. Hả? Giờ đâu có thấy thuộc lòng gì đâu. Gùng quá trời. Gùng quá trời luôn hả? Dạ. Giờ cái nhiệm vụ của em là làm sao cho con tim bên đây mà lên tiếng là coi như được. Dạ. Rồi cố gắng lên nha. Ủa ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Cha mẹ. Ủa cũng cha mẹ luôn hả? Dạ. Rồi cha mẹ cũng mê chương trình mà muốn hẹn hò? Dạ fan ngủ luôn á chị. À rồi ba mẹ có nói là chừng nào gả không? Dạ tầm khoảng 1.5 năm. À 1.5 năm. Dạ. Rồi vậy cũng được. Hay ha, hai bên cha mẹ đăng ký cho tham gia. Em nay có đi với ba mẹ không em trai? Dạ có đi với ba với em trai em. À rồi chào chú. Xin chào là chú Huyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Tôi cha anh Thận. Chào cháu. Dạ chào. Chào quý khán giả trong trường quay. Thận đây á thì nó ngoan hiền, lo cũng lo làm ăn nhưng mà hiếu thảo với cha mẹ, có tính tình hơi nhút nhát. Cháu đây thì thấy đẹp. Được. Cảm ơn. Bác mong hai con cũng cho nhau cái cơ hội. Rồi dạ cảm ơn bác trai. Nên em đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ với dì. À đi cho cha mẹ với dì nữa. Dạ chào bác. Xin chào chú Quyền Linh đẹp trai. Xin chào cô Cát Tường rất là dễ thương. Dạ cảm ơn chú. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay rất mến. Chú chào con. Dạ chào chú. Chú mới tiếp xúc với con có một chút à. Nhưng mà dạ. Chú có mấy điều chú muốn hỏi con. Dạ.
Con vui lòng trả lời rất chân thật. Dạ. Để tìm một người để mà trăm năm hạnh phúc thì bây giờ chú xin hỏi con cứ mạnh dạn trả lời. Anh em của con đông không con? Dạ, có bốn anh em trai. Bốn anh em trai, con thứ mấy? Dạ, con thứ tư. Rồi, bây giờ chú hỏi con câu này. Nếu đem sự nghiệp và gia đình thì con chọn cái nào ở trên? Con cứ trả lời tự nhiên. Gia đình chú. À, con chọn gia đình ở trên. Rồi nếu như trong khi con lập gia đình thì hàng trăm đức tính thì con chọn đức tính nào quan trọng nhất khi con lập gia đình? Chắc chịu khó trong công việc quá. Chú có một cái câu nói như thế này, người ta nói nguyên bá nhất ngôn di thu thân. Thì người ta trả lời lại là bá hạnh nhẫn chi vi thượng. Tức là trong 100 đức tính để lập gia đình thì đức tính nhẫn nại, chịu đựng là hay nhất. Tại vì khi giả sử hai con thành hôn, chú xin lỗi nha, là chịu đựng cái xấu lẫn nhau mới hạnh phúc được. Còn cái tốt ai cũng chịu đựng được hết. Quan trọng là chịu được cái xấu của người vợ mình thì mới được trăm năm hạnh phúc. Đó là kinh nghiệm của chú nha. Và cái thứ hai chú nói cái này nó hơi nhẹ chút xíu. Đại khái như chú ngày nay cũng vậy, chú nghe lời vợ nó không hư con. Thím nói gì chú nghe. Đó, chứ không phải chú sợ vợ. Tức là thím nói chú nghe là tại sao vậy? Tại thường người vợ hay có những lời khuyên tốt cho chồng. Dạ. Trời, thôi có bao nhiêu chú xin hết. Còn riêng về con á, Bích Phi, tức là cháu nói với con như thế này. Cái hạnh phúc hay không là do nơi hai con. Con đừng có nhìn thấy cái tốt mà con tô mà hồng quá cũng không được. Con phải nhìn thấy cái khuyết của bạn đời của con và con phải chấp nhận những cái khiếm khuyết đó cả cuộc đời. Và hai bên phải biết tha thứ và nhẫn nại cho nhau. Thì đây cha thấy rằng theo cái nhận xét của cha là cha đồng ý đó. Dạ. Mời chú. Như vậy là hai gia đình cũng đã có góp ý rồi ha, chia sẻ rồi. Bây giờ quan trọng vẫn là hai bạn. Mở đầu. Không biết là em cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh dễ thương, mặn mà. Không biết em học mai được lâu chưa ta? Dạ em học từ nhỏ. Học từ nhỏ, chắc mai giỏi. Từ 6-7 tuổi. Chị ba của anh cũng bên nghề mai á. Dạ. Cũng mai đồ như em vậy. Dạ. 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 Anh đi trên Sài Gòn với bao lâu anh về quê một lần? Chừng 1-2 tháng. Dạ. Để có đám tiệc thì về. Đi xa vậy có nhớ nhà không anh? Hôm nào mà nghe về quê cái là ngủ không được, nôn. Hôm nay anh đến chương trình thì anh cũng có một bài hát tặng em cùng quý vị khán giả. Ủa, một câu thôi. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Dạ em xin hết. Em cảm nhận như thế nào khi lần đầu tiên gặp cô gái này? Dạ nhìn rất là hiền và rất là xinh chị. Em trai. Tim đập mạnh chưa? Có hồi hộp gì không? Dạ đập từ chưa? Đập từ hôm qua tới giờ luôn rồi chị. Đập từ hôm qua tới giờ. Nhưng mà hiện tại giờ thấy cổ là tim mình có sao xuyến, có rung động gì không? Dạ có chị, giờ đang rung quá trời. Đang rung quá trời. Rồi hai đứa tính, thí dụ yêu xa vậy, tính sao nói với cổ nghe đi, cổ yên tâm. Trên đây thì cũng xa nên nếu mà chắc cỡ 1 tuần, 2 tuần mới về được chứ không có về bình thường. Dạ cái đó thì em thông cảm được. Dạ. Thơ cái bè sát bên nhau luôn. Dạ cũng qua cái cầu là tới rồi. Qua phà dầm cống là chỗ nào ta có đó. Lại phà dầm cống. Dầm cống là đi Long Xuyên không ơi. Đi đâu xuống đó vậy? Đợi em có đi qua đó em chạy bị lạc cái khúc em vô Cần Thơ. Trời ơi ta Cần Thơ đi đâu qua Long Xuyên. Mà em không nhớ rõ nữa. Tại em không có xuống Cần Thơ bao giờ nên em cũng chưa Cần biết. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có anh bộ đội ngồi khều lá rơi. Giờ thấy trong lòng mình sao? Dạ em thấy rất là thích bạn nữ ạ. Thích không? Dạ thích ạ. Muốn cô ấy cùng mình đi suốt cuộc đời còn lại không? Dạ muốn ạ. Muốn hả? Vâng. Bây giờ nói với cổ gì cho cô yên tâm đi. Nói đi. Chắc thương em anh cũng về Cần Thơ anh làm dưới luôn quá. Nếu thương em thì anh chắc về Cần Thơ làm dưới luôn á. Còn ba mẹ anh thì sao anh? Ở đó cũng gần mà. Nếu mà về quê thì gần, chạy về thăm bình thường mà. Nói chung mà nếu mà quen được em á thì anh cũng sẽ chăm sóc cho em, lo lắng cho em.
Nói chung là không có hứa đem cuộc sống giàu sang gì cho em, nhưng mà nói chung là đủ để yêu thương em. Dạ. Nếu ngày mai cũng nói nha, máy lạnh nhà em hư thì sao? Em chạy xuống sửa liền. Nếu nó hư luôn thì sao? Dạ hư thì thay cái khác ạ. Bây giờ chúng ta tiến hành bấm nút đi nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Ủa cái nút này nè. Đi qua cầu Mỹ Đức Tây rồi quẹo vô đây. Mình suy nghĩ thật kỹ cho hai em nha. Có gia đình hai bên của mình đang theo dõi, người thân mình đang theo dõi. Mình bấm nút là đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau trước đi hai bạn. Sao bấm sớm vậy cưng? Em sợ nút không em. À, nè, dễ thương quá ha. Bây giờ á, nắm tay dạ. Trước cái đã. Trời rung lên. Dạ, thưa hai bác. Thì hôm nay đến chương trình được quen Vi thì con rất là vui. Cho nên con xin phép hai bác cho con được quen Vi. Và sau này sẽ cố gắng chăm lo cho em Vi. Dạ, hết. Xin phép bác tiếp. Dạ con xin phép bác được hôn em cái. Dạ. Rồi. Đúng chưa? Được rồi. Đúng tóc rồi. Đúng tóc đâu có được. Thôi dùng. Thôi dùng. Rồi thôi được rồi, hai đứa nắm tay nhau đi nào. Tay nhau không có đây ra nữa. Đây là vé xem phim ha. Của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng dẫn nhau xem phim. Nắm vậy là đau cái tay người ta kìa. Đúng rồi đó. Hôm nay hai gia đình có mặt rồi, đồng ý rồi, hẹn hò phải chăm sóc em gái nha. Thỏa thuận đôi bên, vì tội cố tình gây thương nhớ của đôi bên, chúng tôi sẽ đi đến giai đoạn tìm hiểu và có thể tiến xa hơn bằng một tờ giấy kết hôn với những thỏa thuận ban đầu như sau. Hai bên có quyền có không gian riêng tư, tất nhiên là chính đáng và trong sáng. Cả hai có quyền hủy buổi hẹn khi có bị đột xuất, không thể nào sắp xếp nhưng phải báo trước ít nhất 1 giờ để đối phương có phương án thay thế khác. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời đi trai. Dạ trai. Sao có căng thẳng không vậy cưng? Hơi căng thẳng đúng không? Hãy thoải mái lên để cùng trò chuyện với nhau nào. Chia sẻ coi nào, mình tên gì, mình ở đâu nè. Dạ chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn nam, em là Phan Thị Thanh Nhàn. Thì em sinh 96, hiện tại 25 tuổi. Mình làm việc tại Hồ Chí Minh, quê ở Bến Tre. Hiện tại thì em làm công việc là về bên mảng ngân hàng mà sale về dạng vay á chị. À, mai mốt tôi tới vay là nhớ ưu tiên tôi nghe không? Dạ, có cần thì cứ liên hệ em. Ok, đó, xin mời nhà trai ạ. Dạ, xin chào chú Quyền Linh ạ. Chào cô Hồng Vân. Chào cưng. Chào bạn nữ kế bên và toàn thể quý khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay ạ. Con tên là Nguyễn Quốc Việt, con năm nay 29 tuổi. Con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm kỹ sư xây dựng ở quận 12 ạ. Kỹ sư xây dựng làm quận 12? Dạ. Quê ở đâu? Dạ con quê Tiền Giang ạ. Tiền Giang là huyện nào? Dạ Cai Lậy ạ. Cai Lậy à, ha, ha. Rồi bây giờ là nhà gái cho nhà trai biết một chút ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ thì nói về ưu điểm của em thì chắc biết nấu ăn, tính cũng hiền, sống cũng thoải mái, lạc quan. Quên những cái chuyện mà mình buồn á, dễ quên lắm. Dễ quên, sống dạ, rất là tích cực đúng không? Dạ. Rồi còn cái khuyết điểm là gì nè? Khuyết điểm thì chắc là ban đầu ai tiếp xúc em cũng thấy là em là người ít nói. Với lại em cũng kiểu mà hay giận chị. Hay giận vậy thôi, giận nhưng mà thường á, giận lâu không? Hay giận rồi tự quên thôi. À vậy đó hả? Được, giận dạ. Tự quên được, giận chị quên tự làm mà. Hòa luôn. Tự làm hòa luôn. Dạ. Với lại chắc hơi nhạt xíu. Hơi nhạt á hả? Dạ, đúng. Không, nhạt hay mặn là để người đối diện người ta chút xíu người ta sẽ có cái nhận xét nha. Rồi mời bên nhà trai. Dạ thưa cô Hồng Vân á, là thì điểm mạnh của con á là con cũng hòa đồng, vui vẻ, có trách nhiệm cho công việc, nhiệt huyết. Nói chung thì con cũng biết chơi thể thao, rồi ca hát. Điểm yếu của con thì con cũng giống như bạn nữ là con nói chuyện hơi nhạt. Dạ. Hai bạn tự nhận thôi à. Dạ. Thôi con hát bài thôi coi. Hát bài cho nó sôi động lên coi nè. Nhưng mà con hát một bài nó không có được vui, nó nói chung hơi buồn. Nó
Thôi kể con đi. Con chuẩn bị có một bài à cô? Không sao đâu, tại vì con biết sao chưa mở rào con có quyền hát nhạc buồn nghe. Thôi con cũng góp vui một bài hát, bài Bông Hoa Đẹp Nhất ạ. Mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh, chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Con quên lại rồi. Hơi rung chút. Dạ. Bạn bên đây sẽ là bông hoa của con nha. Đúng rồi. Dạ. Ăn thua do cái gọi là bản lĩnh của con sau khi mà cái rào được mở ra. Dạ. Đúng không? Đừng có hát lộn bài bông hoa này là của chung. Rồi, vậy bây giờ con nói đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ, thì chính thức thì con không có mối tình nào ạ. Tại chính vì con là chưa đúng không? Dạ, con thích đơn phương thôi. Ủa sao thích đơn phương kỳ vậy? Dạ, kiểu như mình thấy mình không hợp, nói chung mình tự ti, con hơi tự ti tí. Thì con không có định tỏ tình. Lúc mà con nói ra thì người ta giờ gần như lấy chồng rồi. Thường thường là vậy. Thôi giờ có đừng nói con ơi. Nói là tao lấy chồng hết luôn à. Dạ. Có nghĩa là bây giờ khi mà con đến chương trình này là sẽ không có được đơn phương nữa nha. Dạ. Không được tự ti nữa nha. Dạ. Và con phải xác định rằng cái bông hồng đó là của con nghe không? Dạ. Vậy là con mong ước là cái mẫu người bạn gái của con sẽ như thế nào? Dạ thì con thích một người phụ nữ thì dịu dàng á, dễ thương, có nụ cười tỏ nắng. Tính tình thì hiền lành á. Hiền lành. Biết lắng nghe chia sẻ á con. Nhiều khi con cũng hay kể chuyện cuộc sống đời tư nhiều á. Thì con kể ra con sợ mấy bạn chạy. Phải biết trẻ sẽ chia tâm sự ha. Dạ. Về ngoại hình á thì con có cái mẫu hình lý tưởng nào ở ngoài đời không? Cái mẫu hình của con á thì con thích các bạn nữ á thì là dáng mảnh mai á, cao trên 1m55, tóc đen, tóc dài. Kiểu giống như là anh chị em ở miền Tây mình á. Thích miền Tây. Con gái miền Tây đúng không? Dạ. Mảnh khảnh, tóc dài ha. Dạ. Ông chờ nha, hả tôi ú hoàng cái ông coi bên tôi có tỏa nắng hay không nha. Con gặp chú Linh con cười liền cho cô nghe không? Rồi 1 2 3 gặp đi con. Chào chú. Tỏa. Rất tỏa thấy chưa? Xinh rồi nha. Bé 25 tuổi đó. 25 tuổi, trẻ trung, năng động ha. Bên đây là chưa có mối tình nào hết, chỉ yêu đơn phương thôi. Còn mình thì sao nè? Mình có mấy mối tình? Dạ, thì em cũng cũng giống giống vậy. Giống giống vậy hả? Chưa có mối tình nào chính thức. Chưa luôn hả? Dạ. Hay rồi nha, hai bên này hay à. Mà lý do tại sao vậy ta? Xinh xắn, đáng yêu như thế này mà nghề nghiệp lại ổn định nữa. Tại sao lại chưa có mối tình nào? Mình khó quá hay gì? Giống như em chưa thấy ai thích hợp đó chị. Vậy hả? Vậy giờ sao là thích hợp nè? Cái đó tùy vào cái nhìn đầu tiên á. Em thì muốn tìm người về ngoại hình thì ưa nhìn. Rồi tính tình thì vui vẻ. Với lại là mình có trách nhiệm. Em không thích á là mình đừng có một dạng mà gia trưởng, vũ phu. Về cái tính cách á thì chín chắn xíu giúp. Tôi nhìn mấy cô này tôi biết là hay mê phim Hàn Quốc lắm rồi. Đúng không? Dạ. Mẫu hình giống ai coi? Em cũng là một fan girl. Em thích nhóm nhạc. Nhóm gì nè? BTS à hay gì? Nhóm WonderOne. Mà nhóm bây giờ tan rã rồi nên em cũng hạn chế lại. Hạn chế lại WonderOne. Bên đây là tỏ tình cô nào cũng đi lấy chồng. Bên nào thích nhóm nào nhóm nó tan rã. Đây nè đó. Em chưa? Có mang ảnh nhưng mà em chỉ là dạng mà mình thần tượng thôi. Đâu, còn đâu, về... đâu đưa lấy coi đi. Đâu rồi thích anh nào? Anh này. Anh này đúng không? Rồi được rồi, để chỗ tôi coi giống anh này không? Về liền nè, đó. Anh này nè. Rồi. Giống không anh này nè? Con khác cái mặt à chú ơi. Khác có cái mặt à. Thôi kệ, đó là gọi là hình dung lý tưởng thôi. Dạ. Thôi hỏi đi với ai đi. Đúng rồi. Cưng đi với ai nè? Dạ, thì em đi chung với nhóm bạn của em. Dạ, em chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân. Thì con là bạn của chị Nhàn. Nhàn là một người tuy là nhìn bề ngoài có vẻ ít nói nhưng mà Nhàn có vẻ sâu sắc. Nếu mà anh muốn tìm một người lắng nghe thì chị Nhàn sẽ là một người dễ lắng nghe. Còn anh thích nụ cười tỏa nắng á, thì hy vọng là anh sẽ tạo cho chị Nhàn nhiều cái trường hợp để chị Nhàn có thể cười tỏa nắng. Và em hy vọng là hai anh chị đến đây đó là một cái duyên rồi, thì hy vọng là hai anh chị sẽ tạo nhau một cơ hội để mình tìm hiểu với nhau xem mình có hợp nhau hay không. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Con đi với ai vậy? Dạ, con đi với bạn thân của con. Cũng bạn thân luôn. Bạn thân đi ghi ghét chép dữ lắm luôn á nha. Đây tôi để ý từ đầu là ghi từng chi tiết, tóc dài, đeo kiến ha. Thì mình nhận xét bạn Nhàn á, đầu tiên á là hai người quê ở gần nhau. Thứ hai á là hợp tuổi nữa. Và thứ ba á là có nụ cười tỏa nắng. Mình cảm thấy là hai người rất hợp nhau.
Nhưng mà để tiến tới dài lâu thì phải có dành thời gian để tìm hiểu. Thì mình mong hai người đến đây sẽ cho nhau một cơ hội. Nãy giờ thấy nhà trai ghi gì vậy? Ghi giúp bạn về sở thích của bạn nữ. Ghi về nhắc bạn. Ghi về sở thích để lúc cua đó người ta đoán ý được. Ghê thiệt chứ, chiến lược hết rồi. Có chiến lược, chiến thuật hết trơn rồi, ghê thiệt. Theo có người ghi chép về sở thích luôn. Dạ đúng rồi. Ôi. Được á, có chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Mở rào. Tôi xin gửi tặng ông. Dạ, gửi tặng em một món quà. Rồi mở ra đi cưng, dạ, mở ra nào. Quà ông tặng anh. Rồi cảm ơn em luôn. Dạ, em cứ mở ra xem món quà anh tặng thì có hai món. Là cái món đầu tiên là cái quyển sách Ai là thầy thuốc tốt nhất cho bạn. Rồi cái thứ hai là cái vòng đeo thông minh. Thì anh cũng có sở thích là ban buổi chiều anh hay đi bộ, anh hay đeo mấy cái vòng thông minh để mình đi vòng vòng mình đếm sức khỏe mình. Thì anh tặng cho em để mong là mỗi buổi chiều thì hai ta có thể đi bộ trong công viên hay là gì đó để tập thể thao. Dạ rồi, à. Cảm ơn anh. Rồi, còn quà của bạn gái là gì nè? Một cái lọ thủy tinh với những cái tờ giấy note á. Cái lọ này thì người ta thường hay kêu là lọ điều ước á. Mình viết những cái kỷ niệm hoặc là những cái điều mình muốn chia sẻ thì mình có thể viết vào đây. À rồi, dạ. Cảm ơn. Rồi. Rồi, để quà anh đây đi cưng. Em có nhận xét gì về anh nghe từ lần đầu gặp không? Em thấy anh cũng có vẻ là hiền. Mình cũng ít nói, chắc là mới gặp mình cũng ít nói như em á. Đúng rồi, thường thường thì ít nói lắm. Trong công việc thì mình có thể nói này nói kia, nhưng mà sau cái công việc thì cũng ít nói lắm. Kiểu như cũng sống nội tâm á. Còn em là kiểu mình ít nói vậy thôi, nhưng mà khi mình quen rồi chắc em nói hơi bị nhiều. À, vậy là em cũng dạng là mình kiểu như mình lắng nghe chia sẻ. Anh hay kể chuyện, nhưng mà anh kể chuyện nó hơi buồn thôi à. Dạ. Sao cứ kể chuyện buồn rồi hát nhạc buồn hoài vậy trời? Con không biết, nhưng mà con thích nghe nhạc buồn lắm cô. Vậy hả? Con nghe nhạc của Hoài Lâm á. Con hát những cái bài đó. Muốn làm chi em ơi. Dạ đúng rồi. Đó là một cái người đằng sau lưng cũng thích nghe cái nhạc đó dữ lắm. Duyên. Dạ. Rồi con này là gì? Hợp đồng yêu thương là sao đây? Trời ơi, đánh máy rõ ràng vậy đó hả? Rõ ràng luôn. Giống như bay ngân hàng của ai vậy? Dạ, đây, đây, dạ của em. Nhà nữ nè, đây. Rồi, đây em đọc coi gì vậy? Dạ, giống như là em muốn gửi đến bạn trai là nếu mà mình có bấm nút ra về á, thì em muốn gửi tới một số cái thỏa thuận ban đầu thôi. Giờ mình đọc thử coi nè, 1, 2, 3 đôi điều coi nè. Dạ, để anh đọc cho. Hôm nay, vì một mục đích bền vững, vui vẻ, hạnh phúc, chúng tôi gồm nhà gái Phan Thị Thanh Nhàn, nhà trai Nguyễn Quốc Việt, thỏa thuận đôi bên. Vì tội cố tình gây thương nhớ của đôi bên, chúng tôi sẽ đi đến giai đoạn tìm hiểu và có thể tiến xa hơn bằng một tờ giấy kết hôn với những thỏa thuận ban đầu như sau. Hai bên có quyền có không gian riêng tư, tất nhiên là chính đáng và trong sáng. Cả hai có quyền hủy buổi hẹn khi có việc đột xuất không thể nào sắp xếp, nhưng phải báo trước ít nhất 1 giờ để đối phương có phương án thay thế khác. Cả hai phải chung thủy. Nếu lỡ một bên say nắng, thích một ai đó thì bắt buộc phải nói ra, không được nói dối giấu giếm, để cùng nhau tìm cách giải quyết. Điều 4, cả hai cần chia sẻ không chỉ là niềm vui mà cần cả những nỗi buồn để được thấu hiểu, san sẻ và gắn kết nhau hơn. Điều 5, cần tôn trọng sở thích của đối phương, sở thích lành mạnh. Điều 6, bên A đôi khi hay giận hờn vu vơ, mong rằng bên B đừng giận lại, bên A sẽ tự làm hòa thôi mà. Điều khoản thi hành là hợp đồng này có thể được điều chỉnh bổ sung thêm, có sự thống nhất của đôi bên. Việc ký vào hợp đồng này xác nhận tôi đã đọc, hiểu và đồng ý thực hiện những điều khoản trên. Hợp đồng này chia làm hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản có hiệu lực kể từ ngày ký. Làm ngân hàng quen. Rồi để ra đi, dạ. Hồi hai đứa trao đổi, dạ. Nếu được thì ký vô. Trời, hợp đồng trái tim mà không ha, dạ. Nhìn đẹp ghê. Em cũng hay thường ghi cái đó hay sao? Kiểu như mình phải làm đúng mới được hay sao? Dạ không, kiểu như em là mình tham khảo thôi, mang tính chất tham khảo thôi. Còn về cái cứng nhắc như vậy thì mình có thể là mình chỉnh sửa, mình dung hòa lại nó phù hợp rồi. À, nói chung thì là anh đáp ứng được khoảng hơn 50% những cái đó của em yêu cầu ra rồi. Dạ. Yeah. Em tiến tới hát một bài gì đó em thích nãy em chuẩn bị để tặng cô gái đi. Dạ. Yeah. Rồi mình tiến hành bấm nút thôi. Cho xin nắm tay cái hát một bài. Hát cái bài Tâm sự tuổi 30 của Trịnh Thăng Bình đó. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi.
Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Đó. Mời bạn gái. Phải bài này mới được chứ. Ký luôn hả chú? Đứng đây. Chưa. Đây là bản hợp đồng của nhà gái soạn. Nếu hai bên đồng ý thì nó đồng ý. Đồng ý hết chúng ta ký vô. Họ bấm nút. Còn họ không ký thì họ bấm nút luôn. Bên bè. Thích bên nào đó thì ký. Dạ. Bên bè. Ký tên. Hai bên đã ký hợp đồng hôn nhân. Bạn muốn hẹn hò chấp nhận. Ngồi xuống ghế bấm nút. Dạ. Một. Để đây. Hai. Để tay vô đây. Ba. Bắt. Rồi đó. Thủ tục thôi. Hãy nắm tay nhau. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau bằng bản hợp đồng hôn nhân rồi. Dạ. Bây giờ là mình có nhà gái đang xem chương trình. Mình nói gì với hai bác? Dạ, ở sẵn đây thì con cũng xin phép hai bác cho con làm quen và hẹn hò với em Nhàn. Thì con hứa có trách nhiệm với những lời mình nói ra thôi. Dạ, con xin phép con được hôn em Nhàn. Hôn luôn, xin luôn, hôn luôn kìa. Dạ. Chưa được quyền của bà mối cho. Xin hôn luôn. Coi lâu lắm rồi. Rồi dạ, thôi, cho hôn đi.